Mình là người thứ ba. Em đang ở đâu đấy em? Có hay về anh này? Em chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên em đâu nào để ý. Em đang ở đâu? Có trở về không hay? Lạc nhau đến muôn đời. Ngày nhìn em ra đi, mưa ngoài trời trắng. Anh rất thích những người có cái nốt mà à đỏ đỏ kìa mình ơi. Cái gì đấy? Ôi giời, anh rất thích những người bấm nút chặn anh. Không phải chị nhá, ngồi cạnh em nhất đấy. Khuôn mặt lạnh lùng như kẻ vô tội. Người ngồi cạnh em đấy. Another day being
thí sinh chúc mừng ngay. Em. Trời ơi. Ba ai chặn rồi? Gì này? Ai chặn? Chào mừng em đến với giọng hát Việt. À đây đây. Giọng đây, em đây. Rất là bay. Em lại xinh nữa. Hết rồi. Hát dễ thương nhé.